Một người bạn tốt là người luôn đâm ta ở trước mặt. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, những gì chân thật thường không màu mè, và đó là những lời bạn có thể tin tưởng được. Cho dù đôi lúc bạn có thể cảm thấy mất lòng, những người dành cho bạn vài câu nặng lời đôi khi lại là quý nhân thật sự. Phần đa con người đều có xu hướng tìm đến những điều tốt đẹp nhất và mong muốn được lắng nghe những điều mỹ miều nhất. Thế nhưng ít ai nhớ rằng lời hay thì không thật, mà lời thật thì không hay. Người đời thường thích nghe lời ngon ngọt, bởi vì lời ngon ngọt toàn những lời đẹp đẽ, mà quên đi mất những lời khuyên tuy có phần trướng tai nhưng nó rất thật. Đợi đến khi gặp phải thất bại rồi, thì tất cả dù có ngon ngọt đến mấy cũng đều trở thành mây khói. Có một anh chàng bị đồng nghiệp chuốc say, ban đầu tâng bốc công việc và trách nhiệm của anh ta, cho anh ta lên tận mây xanh rồi dò hỏi, dự án của em là gì? Anh sẽ giữ bí mật cho em mà, nhằm biết được kế hoạch của người khác để mình có thể hớt tay trên. Khi kế hoạch thành công, anh ta lại bắt bẻ người em ngây thơ kia khi bị tố đánh cháo ý tưởng của mình. Lúc sự việc diễn ra, nào ai làm chứng? Nên dù bạn thực sự thua cuộc, thực sự cảm thấy oan ức, nhưng vì đã quá tin người nên đành ngậm ngùi nhận lấy thất bại. Thế mới thấy, những lời nói ngọt ngào trước mắt không đề phòng, chẳng sớm thì muộn, chính bản thân bạn cũng sẽ có ngày bị ăn một vố đau đớn. Biết ca ngợi, biết khuyến khích người khác là một biểu hiện của người có trí tuệ cao, nhưng không phải luôn khen ngợi thì được xem là biết cách cư xử. Lắm lúc, người luôn ca tụng khen ngợi bạn không xuất phát từ thật lòng mà muốn lấy lòng từ bạn. Người dám nói ra những khuyết điểm của bạn, mặc dù có nguy cơ phá hủy mối quan hệ, nhưng đây mới là người bạn thật sự. Thực tế cho thấy, đôi khi những lời nói khó nghe lại chính là những người mang đến cho bạn cơ hội để nhìn lại bản thân và giúp bạn có những thay đổi tích cực trong tính cách của mình. Đây là những người đáng để trân trọng, bởi lẽ giữa dòng đời tấp nập ngược xuôi, có một người chấp nhận dành thời gian để cằn nhằn, mắng chửi, giúp ta tiến bộ, hoàn thiện hơn thì có thể là một người thật sự quan tâm tới ta. Những người này có thể là cha mẹ, là vợ chồng, là bạn thân, nhưng điểm chung giữa họ chính là giống như những chiếc gương vậy. Họ giúp chúng ta nhận ra rằng chính chúng ta đã tạo ra một phiên bản méo mó và phóng đại về bản thân mình. Họ giúp chúng ta tìm thấy con người thật của mình và sống thật với bản thân bằng những gì chúng ta đang có. Giúp chúng ta hoàn thiện bản thân bằng việc thật tâm giúp ta đi từ sai đến đúng. Dưới đây là 6 lý do mà bạn nên trân trọng người thường xuyên nói lời thật, thậm chí mắng chửi mình. Không ai khác, chính họ mới là người thật lòng thật dạ, mong bạn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính bản thân. Đó là người chấp nhận những khiếm khuyết nhất trong bạn. Con người ai cũng có mặt tốt và mặt xấu, và thực tế chẳng ai hoàn hảo. Nếu thật lòng với nhau, tự khắc họ sẽ chấp nhận được những khiếm khuyết của bạn. Một mối quan hệ thật sự bền vững là khi họ chấp nhận con người thật của bạn, tôn trọng sở thích và cách sống của bạn. Một mối quan hệ bền vững không phải là xăm soi những khuyết điểm của nhau, mà là cả hai học được cách bù đắp thiếu sót và hướng tới những điều hạnh phúc. Đôi khi họ có thể phàn nàn và chỉ thẳng ra khuyết điểm ấy cho bạn thấy, nhưng thật tâm họ thấu hiểu điều gì muốn thay đổi cũng cần thời gian. Những người này có thể là người khuyên bạn để hướng tới những điều tốt đẹp hơn, nhưng chắc chắn họ sẽ không ép buộc bạn. Đó là người khiến cho bạn lúc nào cũng phải cố mãi cố nữa. Đối với phần lớn mọi người, cứ tạm tạm là tốt rồi. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của những người chẳng thật tâm mong bạn thành công. Những người này sẽ nói rằng, kết quả của bạn cũng là những gì tốt nhất họ có thể làm. Vì bản chất, họ không quan tâm đến việc yêu cầu những giá trị tốt nhất từ bạn. Điều này khá đơn giản đối với những gì mà bạn đang có. Còn với người thật sự mong bạn phát triển hơn, họ sẽ cố tình đánh giá thấp bạn. Những người này luôn đòi hỏi cao ở bạn, thậm chí thường xuyên phàn nàn và cằn nhằn những kết quả bạn có. Thế nhưng điều này đồng nghĩa là họ đang thúc đẩy bạn vượt qua giới hạn của sự tạm tạm. Họ luôn là những người có thể thấy được khả năng tiềm tàng trong bạn và sẽ cho bạn nguồn năng lượng để bạn tìm ra và phát triển khả năng đó. Việc giúp một ai đó phát triển và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân thật sự cần rất nhiều cố gắng và tâm huyết. Bởi vậy, một người thành tâm mong bạn phát triển thật sự
sẽ là người luôn thúc đẩy và kiên trì, bền bỉ trong việc giúp đỡ bạn. Cho dù họ không có bất kỳ lợi ích gì, thì bạn đừng nên lo lắng. Họ đang thật lòng quan tâm đến sự phát triển của bạn. Bạn nên bắt đầu lo lắng khi họ không còn làm như vậy nữa. Khi một ai đó không còn cằn nhằn hay nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của bạn nữa, thì có lẽ họ đã từ bỏ bạn. Đó là người cho bạn biết thế nào là sai, thế nào là đúng. Phần lớn mọi người đều không muốn nghe sự thật. Họ thấy ổn với những gì họ đang có. Họ không muốn phá vỡ trạng thái hiện tại. Có thể một vài sự việc rõ ràng là sai, nhưng con người vẫn mong muốn nhận được cái gật đầu là đúng, hoặc không thì hãy lờ mờ cho qua cũng được. Những người bạn chân thành thật sự, họ sẽ không bao giờ ngần ngại cho bạn biết rằng bạn đang làm sai điều gì đó hay có điều gì không thỏa đáng. Họ cho chúng ta cơ hội để thay đổi những hạn chế đó, củng cố điểm yếu và để chúng ta thấy được sự thay đổi của chính mình. Khi người đó nhận thấy bạn làm sai hoặc chuẩn bị phạm lỗi, họ sẽ nói cho bạn biết, mặc dù có lẽ bạn sẽ cảm thấy tồi tệ trong khoảnh khắc đó, về lâu dài, bạn sẽ phải đánh giá cao và cảm ơn sự trung thực của họ. Người biết ưu điểm của bạn, đồng thời cũng hiểu rõ nhược điểm của bạn, sẽ là người có thể giúp bạn hoàn thiện hơn. Đó chính là quý nhân mà bạn phải biết ơn. Bạn cũng có thể là quý nhân của ai đó chỉ khi và khi bạn thật sự quan tâm và để ý đến cuộc sống của họ, chỉ bảo họ việc làm đúng, làm sai. Đó là người vực bạn dậy những lúc bạn khó khăn nhất. Chẳng ai trong cuộc đời không gặp khó khăn, trắc trở, và người bên cạnh bạn giúp bạn vực dậy trong khó khăn chính là người mà bạn phải mang ơn suốt đời. Người xưa có câu, hoạn nạn mới hiểu lòng nhau. Chính vì vậy, tình cảm chân thật thể hiện rõ nét nhất tại một thời điểm nào đó trong cuộc sống. Con người ta xa cơ lỡ vận, khủng hoảng và bế tắc đủ mọi đường. Xã hội thì muôn mặt và không phải ai cũng sẵn lòng ra tay giúp đỡ bạn. Nếu như trong cuộc đời, bạn gặp được một người luôn tin tưởng bạn, không dễ dàng bỏ rơi bạn lúc khó khăn nhất, thì người đó chính là quý nhân của bạn rồi. Cuộc đời là một chuỗi những hành trình không biết mệt mỏi, không thấy điểm dừng. Đôi khi đứng trước một vài ngã rẽ, ta bị mất phương hướng, chẳng biết đi đâu về đâu. Ngay lúc đó, họ sẽ xuất hiện và kéo ta ra khỏi tất cả những rối rắm ấy. Họ giúp đỡ ta, tốt với ta bởi toàn tâm toàn ý mong ta tốt đẹp và không mong chờ đáp trả. Trong khi ta cảm nhận được thái độ miễn cưỡng hay thoái thác từ phần lớn các mối quan hệ, thì họ vẫn tươi cười, nhiệt thành đứng chung chiến tuyến cùng ta vượt qua đại hạn của cuộc đời mình. Có lẽ thường ngày họ vẫn hay cáu gắt, cằn nhằn và chẳng bao giờ ngọt ngào với ta. Nhưng khi ta khó khăn, chỉ cần quay đầu lại đã có họ ở phía sau. Đó là người thật tâm muốn bạn tốt hơn. Đôi khi dăm ba câu nặng lời, chỉ ra cái sai hoặc thậm chí mắng chửi, tất cả suy cho cùng cũng để ta khôn lớn hơn. Giống như ba mẹ vẫn đôi khi chê trách đứa con hư, giống như vợ đôi khi cằn nhằn vài ba lỗi sai của chồng, hay đứa bạn thân chửi cho ta tỉnh sau những u mê khó bỏ. Những người như thế, họ vẫn luôn ở xung quanh ta, dành thời gian để quan tâm đến con đường chúng ta đi, với một mục đích duy nhất là thấy ta trưởng thành và hoàn thiện hơn. Nếu gặp được người chỉ cho bạn lý do, truyền cảm hứng và khiến bạn thay đổi, khiến bạn thức tỉnh nhiều điều, thì trong khoảng thời gian đó, họ chính là người thầy của bạn. Họ có thể là bạn bè của bạn, sếp của bạn, người thân của bạn, thậm chí là người yêu. Đó là người giúp bạn không màng đến lợi lộc gì. Mỗi người chúng ta khi đến thế giới này, từ nhỏ đến lớn trong mỗi giai đoạn đều không thể tách rời khỏi việc nhận sự giúp đỡ của người khác. Đó là sự giáo dưỡng của bố mẹ, kiến thức của thầy cô, sự tương trợ của bạn bè. Có thể nói trong cuộc đời chúng ta, bất kể lúc nào, bất kể nơi nào, đều không thể tách rời những ân huệ mà người khác cho mình. Chính vì thế, khi đứng trước lựa chọn cho đi hay nhận lại, không ít người mong sẽ được nhận lại, nhưng đâu biết rằng hạnh phúc thực sự lại ở chỗ biết cho đi. Tuy nhiên, với những người chân thành, họ sẽ giúp đỡ bạn mà chẳng mang đến lợi lộc gì. Họ sẽ làm mọi việc xuất phát từ chính tình cảm mà họ dành cho bạn. Có câu nói rằng, tặng người hoa hồng tay còn lưu hương, giúp đỡ người khác là đang tạo niềm vui cho chính mình. Trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều điều dễ dàng đến rồi đi,
nhanh chóng và mỏng manh như một làn khói, dễ tan vỡ như lâu đài cát trước những cơn gió gào. Chỉ có tình cảm là điều duy nhất có thể vượt qua mọi dông bão cuộc đời, là nền tảng, là gốc rễ cho mọi niềm vui và nguồn hạnh phúc. Thế cho nên, hãy trân trọng những người ngày càng cằn nhằn bên tai bạn. Trong sự tức giận, họ sẽ đong đầy sự quan tâm, lo lắng, yêu thương và kỳ vọng dành cho bạn. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi hết video này. Và sau đây xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.